Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm hôm nay, Harry Won thân mến, chúng ta sẽ tiếp đón những gương mặt vô cùng dễ thương và thân thiện. Vô cùng dễ thương và thân thiện thì em thấy lúc nào cũng vậy mà. Không, đặc biệt đêm nay là mấy cô gái dễ thương lắm. Ồ vậy anh. Mấy chàng trai thông minh lắm. Ồ. Thiệt. Hay lắm. Làm nghệ sĩ hả? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại mời quý vị theo dõi một tập của Nhanh Như Chớp là những người không hoạt động nghệ thuật. Ồ. Không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, có thể họ là người mẫu ảnh hay gì đó. Dạ dạ mình dạ. Mình chưa dạ, biết dạ. Lắm nên mình sẽ biết, nhưng mà họ là những người đến với chương trình trong một cái tâm thế là yêu thương và học hỏi. Họ sẽ vượt qua nhiều câu hỏi để mang về nhiều điểm số cũng như là chiến thắng và mang về nhiều phần thưởng. Vậy thì bây giờ em giới thiệu luôn ha. Xin mời. Kính thưa quý vị, đội A đó là Hùng Bá, Kỳ Anh, Đặng Thu Huyền. Xin mời. Trời ơi, bé. Xin chào tất cả mọi người. Em là Đặng Thu Huyền ạ. Em được mọi người biết đến là một vận động viên bóng chuyền. Hiện tại thì em đang tập trung đi học và đang có một cửa hàng thời trang nhỏ. Trời ơi. Bán đồ nam hay đồ nữ bé? Dạ, em bán áo phông cả nam cả nữ đều mặc được ạ. Nam nữ hả? Dạ. Áo đẹp không? Đẹp, đẹp. Vậy mà gặp phải đẹp anh em mình bao nhiêu lần? Dạ. Thôi tiếp tục đi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Hùng Bá vô tiền tệ, định giá mọi loại tiền. Hết rồi hả? Hết rồi, vậy thôi ạ. Oh. À quên, chưa hết rồi. Em xin phép là tặng anh Trường Giang một tờ tiền ạ. Có tiền Việt Nam không? Dạ. Có tiền Việt Nam không? Em lại không. Tờ này là tờ tiền đẹp nhất thế giới. Là thuận buồm xuôi gió của Maldives ạ. Không giải được nhưng mà được cái là nó rất đẹp. Mình chân đẹp nè anh. Đẹp quá trời luôn nè. Cảm ơn em. Ủa, cái gì vậy anh? Thưa quý vị, lấy được cái gì của Harry Won là điều không thể xảy ra. Mời vị trí tiếp theo ạ. Dạ. Chào tất cả mọi người, mình là Kỳ Anh Thượng Khóa. Rất là vui khi ngày hôm nay được có mặt ở chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng hết mình và đội của chúng ta sẽ chiến thắng đội còn lại. Kỳ Anh Thượng Khóa, vừa bán vừa phá. Đó. Thưa quý vị, đây là những con người đã từng xuất hiện trong chương trình Chọn Ai Đây. Mà một bạn thì đam mê về các loại tiền, một bạn thì chuyên sửa khóa, còn một bạn là hot girl bóng chuyền đã giải nghệ và hiện là bà chủ nhỏ của một shop thời trang chuyên bán không cho. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một đội đối thủ cũng mạnh không kém nhé. Rồi, mời vào vị trí A. Và đội tiếp theo đó là Tuyết Nhi, Phạm Bá Hằng, Vũ Anh Thư. Xin mời. Đội này sao nhỏ nhẹ từ tốn quá, đi cũng chậm chạp lên cứ từ từ, không phải như đội kia ồn ào quá ha. Rồi bây giờ mình giới thiệu đi ạ. Dạ xin chào mọi người, em là Tuyết Nhi ạ. Em được mọi người biết đến với nickname là Tuyết Nhi Mercedes, nhưng mà hiện tại em đã chuyển sang kinh doanh bất động sản ạ. Tuyết Nhi Mercedes hả? Dạ. Kinh sang quá nhỉ. Là đi xe hơi không hả? Dạ hồi trước em kinh doanh. Dạ đúng rồi. Mình bán xe hơi hả? Dạ. Rồi, tiếp tục bạn. Chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Bá Hằng, mình đến từ Đắk Lắk. Hằng là bên dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng ạ. Liên hệ Harry Won. Em cần lắm luôn nè. Dạ. Mèo mèo cũng nhận. Dạ, chó mèo đều có chị. Tắm luôn. Dạ, tắm luôn, em tắm tận nhà luôn. Nhưng mà cái tên mình nó hơi nữ tính ha, Bá dạ. Hằng. Dạ, Bá là mạnh mẽ anh, nhưng mà vì nó mạnh quá mình phải Hằng nó nhẹ xuống một tí, nó dung hòa. Dạ. Hồi đó đọc Mỹ Hằng là ngon hả? Rồi mà bạn gái dễ thương bên kia. Dạ xin chào anh Trường Giang, chị Harry Won cùng tất cả quý vị khán giả và ekip của trường quay. Em tên là Vũ Anh Thư, hiện tại em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Hoa Sen. Mời vào vị trí B đi ạ. Hai bạn nam bên kia, ai xung phong giơ tay nào. Em trước nha. Ai xung phong giơ tay. Được. Giơ tay ạ. Dạ. Rồi, hát bài.
Hát hay mà. Hát bài tặng quý vị khán giả chứ. Đây để em xin phép hát một bài rất là vui để gửi đến tất cả mọi người trong chương trình đang rất là vui mà. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại tràng đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn ấm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi tối lên đèn sáng nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên từ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm phận đời chúa xót thương đau. Dạ, cảm ơn ạ. Đó, thì đoàn người ta đã hát rồi, đợi mình có gì không? Chứ không lẽ nhìn nhau hoài cũng phải là thơ hay là gì đó trả lại cho người ta chứ. Dạ, hồi nãy trong cái phần phỏng vấn bên em mới phát hiện là đội em có một ca sĩ âm thầm. Ca sĩ âm thầm mà. Để Hằng hát cho. Hằng ở Tây Nguyên sẽ tặng mọi người một ca khúc Tây Nguyên. Đúng rồi. Đó. Cho một chàng vỗ tay ạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhầm nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên và sợi dây đàn đá đong đầy, hồn người sắc lầy. Ôi sắc cờ lầy, yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi. Hay quá, hay quá. Hay á, hát hay á, được á. Bây giờ hãy cử một người đầu tiên ở đội mình. Trời đàn ông dễ thương quá. Được đau, đau đớn đứa gái là liền. Dạ. Ai ạ? À? Hai người áo trắng đại diện cho đội em chứ. Dạ. Và Bá Hằng mời. Ok. Lên. Năm nay mình được bao nhiêu nồi bánh tét rồi? Là em 25 ạ. 25. Mình được nhiêu nồi bánh chưng? Em 30. Cũng nhiều ha. Có gia đình chưa? Dạ em có vợ rồi ạ. Có em bé chưa? Có con luôn ạ. Quá tuyệt vời. Trai gái? Trai ạ. Mấy đứa rồi? Dạ một ạ. Ngon lành cành đào này, chưa có gia đình đúng không? Dạ em có rồi ạ. Có luôn. Ủa, rồi. Có luôn. Mấy trai mấy gái? À, một bé gái ạ. Wow. Anh cũng gái. Đó. Nói chung là những người đàn ông đã có gia đình, những người thành đạt sẽ chơi với nhau. Quán tôi xì. 2-1. Rồi thắng được quyền quyết định, lên trước hay lên sau? Em mời anh trước đi. Mời. Rồi, 2 phút dành cho Bá Hằng, bắt đầu. Đây là một câu đố chữ vô cùng dễ dàng. Đá gì dùng khi thả thính? Đá lông nheo. Lên. Dễ không? Đá gì ai cũng ghét đố chữ? Đá đít. Không chính xác đâu. Ai biết là đá gì ai cũng ghét? Đá điệu á. Đá điệu, đúng rồi. Hoặc là đá xoáy. Đá gì đàn ông thường chơi? Đá bóng. Đá bóng, lên. Vẫn là một câu đố chữ. Cáo cao tuổi gọi là gì? À, yêu tinh. Còn chính xác. Cáo cao tuổi gọi là cáo gì? Dạ. Cáo già, đơn giản vậy thôi. Vẫn là câu đố chữ. Nếp nào không ăn được? Dép nào không nếp ăn. Nếp. Em cười coi. Nếp nhanh. Ừ. Không lên được số 2 thôi. Ồ, câu này dễ nè. Câu này dễ nhưng đối với bạn khả năng rất khó. Tỉnh nào của Việt Nam ba mặt giáp biển? Ai biết giơ tay? Câu này ai biết mà ta? Cà Mau. Lên. Con gì có đầu, có lông, có đuôi nhưng không có chân? Có đầu, có lông, có đuôi mà lại không có chân hả?
con đầu, con lông, con rắn. Rắn vẫn có lông anh. Lông gì? Dạ lông 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 của con vi khuẩn nó bám trên con rắn. Không, chính xác, rắn là có lông. Đó là con mắt. Con mắt. Trời. Tôi đọc hớ mà mọi người không để ý gì hết trơn. Không. Lạy 6 lần gọi là gì? Đố chữ. 6 vạn, 6 vạn. Lộc lá. Lộc lá hả? Không chính xác. Lạy 6 lần gọi là gì? Lạy lục. Trộm gì không phạm pháp? À, trộm quần. À quên, trộm không, không chính xác. Ai mà trộm quần? Ai biết ạ? Thế ví dụ như em trả lời là trộm nhìn được không ạ? Trộm nhìn đúng, trộm thương, trộm nhớ, trộm yêu, trộm vía. Quá trời có đáp án. Đôi khi trộm nhìn nhau không? Xem dung nhan đó. À rồi. Qua rồi anh ơi, qua cho qua đi. Qua đi, qua đi, qua đi. Có coi phim của Marvel không? Siêu anh hùng á? Em không. Em trai của thần sấm biết không? Em trai của thần sấm là thần sét. Em trai của thần sấm là thần sét. Nghe cho kỹ câu hỏi. Em trai của thần sấm là thằng Thor đó. Ông mà có cây búa nặng thiệt nặng mà không ai cầm được, mình ổng cầm đó. Trong loạt phim Marvel tên là gì? Cái cậu mà ở trển á, cậu mà phản diện á. Không có tên. Loki là. Nói chung là mình không trả lời được. Đó là Loki, cái cậu mà có cái cầm cây quyền trượng mà đối đầu với ông anh mình đó. Khó quá, khó quá. Như vậy là sau 2 phút thì Bá Hằng dù đã cố gắng nhưng chỉ mang về 2 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta gặp lại kia anh. Number 2. Dạ. Mình chỉ cần number 3 là mình chiến thắng. Vâng, hay quá. Wow. Wow. Câu hỏi dễ lắm. Dạ. Em của Lý Thông tên gì? Thanh Xanh ạ. Lý Hải. Lý Hải đó. Rồi, lên ra. Kiến thức cái gì? Kỳ Anh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Đá gì dùng khi thả thính? À, để em phân tích nha. Ok, phân tích. Đá. Thời gian có đá, 2 phút thôi. Đá. Em cứ liệt kê ra trước đi. Đá thính bột nước, bột thính, bột đá. Đá. Đá gì nha? Đá kim cương. Ở đây dùng từ là đá gì dùng khi thả thính? Đá nước. Nước đá. Rồi, đáp án không chính xác. Đáp án là đá long nheo. Em phải hiểu nha. Ở đây hỏi là đá gì thì em phải trả lời cái gì đó. Đá cái gì đó, em hiểu không? À, vâng. Đi thả thính mang theo nước đá hả ông cậu? Em mới vào cũng không run lắm đâu nhưng mà. Bây giờ run chưa? Không run lắm đâu. Rồi, lại là đố chữ. Đá gì ai cũng ghét? Đá gì ai cũng ghét? Ghét là không thích. Ghét là không thích. Đá yêu. Đá gì ai cũng ghét là đá yêu. Đá yêu không chính xác. Đáp án là đá xoáy. À, đá xoáy, vâng. Đá đẻo đấy. À, wow. Cái này, cái câu này thì làm cho em biết em là cái gì nè. Đố chữ. Đá gì đàn ông thường chơi? Đá chơi. Trời ơi. Cờ. Bé này mới đẻ hôm qua hả? Đá gì đàn ông thường chơi? Đá ngựa. Ừ. Đá ngựa. Hay quá. Quá hay. Đá ngựa là môn gì ạ? Hay quá bạn ơi. Chơi cá ngựa à, trò chơi ạ. Cờ cá ngựa. À, cờ cá ngựa. Trời ơi, không chính xác ạ. Không chính xác. Bây giờ bình thường á, hàng xóm mấy đứa con trai nó lấy cái gì nó chơi? À, đá cầu. Ờ, đá cầu được, đá bóng được. Đàn ông thường chơi thì mình hay nói là đá banh chứ đúng không? Ê, câu hỏi tiếp theo. Cao tuổi gọi là gì? Con cáo nó cao tuổi thì mình gọi là gì? Bà hấu tô. Ông bà. Cáo lớn. Ừ. Cáo. Ừ, cáo lớn, cáo to rồi gì nữa? Cáo lớn. Cáo lớn. Rồi. Không chính xác. Cao tuổi thì kêu là già. À, cáo già. Cáo già. Wow. Rồi, lại là đố chữ nha. Nếp nào không ăn được? Em có nha. Nếp nhăn. Chính xác. Trời ơi. Bắt đầu thì hơi run run tại lên cao quá. Thank God you are here. Cái này thì biết nè.
tỉnh nào của Việt Nam có ba mặt giáp biển? Tỉnh nào ba mặt? Chua, chua chát lắm. Cái bà hút tô, cái bầm bà. Em sống ở đâu vậy? Cao Bằng ạ. Cao, cái bằng là trên mà núi. Chạy mồ hôi quá. Ba mặt giáp biển. Đúng rồi. Gần vịnh Hạ Long á. Hạ Long ạ. Hạ Long. Hạ Long. Không chính xác rồi. Đáp án là Cà Mau. Con gì có đầu, có lông, có đuôi nhưng không có chân? Con mắt. Chính xác. Ui. Sao cái này thì dễ quá vậy? Đố chữ lại 6 lần gọi là gì? Lại á. Lại lục. Lại lục. Lại lục lên. Đúng rồi. Câu đó thôi anh ơi. Một câu thôi là chiến thắng người ta. Đố chữ trộm gì không phạm pháp? Nhìn nhìn trộm nhau ạ. Chính xác lên. Em trai của thần sấm Thor trong loạt phim Marvel tên gì? Loki. Chính xác. Vũ khí của Loki là gì? Vũ khí của Loki à, cây gậy. Cây. Cây gậy. Cây trượng. Lên. Lên. Rồi. Trời, hết giờ rồi. Wow. Sợ ngát quá. Cái cậu này ngộ ha, cái cậu này những câu hỏi dễ thì trả lời không được. Dễ thì trả lời không được. Cái câu khó thì trả lời được. Dạ. Chúng tù ấy anh, chúng tù. Kiến thức cái gì? Như vậy là Kỳ Anh đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Bây giờ chỉ cần lên một người nữa thắng 2-0, lên nữa 3-0 là đội kia về. Ý, nói chui vậy? Xin lỗi, chị nói chui quá. Hai ạ, lần tiếp theo ai ạ? Em ạ. Em. Và bên này ạ? Em ha. Ok, vậy để em. Rồi, lên. Hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Ai lên trước? Có thể quản tôi xì hoặc là nhường nhau cũng được. Em nhường bạn chọn. Nhường bạn chọn ghê, trời ơi. Em sau ạ. Sau ạ, rồi đi, mời bạn lên. Phút bắt đầu. Dễ mà. Ồ, Thư. Em tên là Thư. Dạ vâng. Thư ở châu Âu gọi là Thư gì? Thư ở đố châu Âu. Em biết. Em biết không? Dạ. Thôi câu này coi cho qua. Thư Tây là không chính xác nha. Em biết, em biết. Ở Thư Tây hả? Thư gì? Em tưởng Thư Kỳ chứ. Thư Kỳ. Thư ở châu Âu mà Thư Kỳ là sao em? Coi như em chưa nói gì. Ở châu Âu có những nước nào mà có thể ráp vào chữ thư ra một cái nghĩa? Thư pháp. Yes. Dạ. Wow, ừ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Một câu đố chữ nữa. Chăn loại động vật nào không cần phải đi? Không. Chăn bò. Lên. Chăn bò. Bò đúng rồi. Tại vì bò thả không. Không phải, cái chữ bò là bò chứ không phải đi. Wow. You understand? Dạ. Bình đi làm nhân viên chữa cháy thì gọi là gì? Bình cứu hỏa. Lên. Hay quá. Khoai gì rất béo? Khoai hay khoai à? Khoai á, cũng khoai gì rất béo. Cái tên kia là béo. Khoai béo, khoai mỡ à? Lên. Được ha, điềm tĩnh trả lời. Được. Câu này đố chữ luôn. Yêu nhiều người cùng lúc để dự phòng gọi là gì? Đố chữ. Yêu nhiều người cùng lúc để dự phòng. Yêu khó ha, câu này khó, câu này nó hơi bá đạo tí. Yêu thôi, yêu đương đi ạ. À? Yêu đương không chính xác. Ai biết ạ? À? Khán giả ai biết không ạ? À? Yêu là gì? Yêu. Yêu là tình. Tình. Đáp án là trữ tình. Wow. Oh. Hay á. Trữ là dự trữ đó. Dạ. Vẫn là một câu đố chữ nữa. Dạ. Khi yêu mà hay bị sổ mũi gọi là gì? Khi yêu mà hay bị sổ mũi, sổ mũi là hắt hơi, xì hơi. Không, xì hơi là khác. Hắt hơi. Hắt hơi, thì mũi. Hắt xì hơi thì đó đó, chứ còn để riêng thì kỳ lắm. Bị cảm, yêu đó. Cảm. Cái gì? Yêu tình cảm. Lên.
Vịnh nào tên một quả ngon lại là ranh giới đất liền biển xa? Vịnh... Cái vịnh ở Việt Nam vịnh Cam Ranh ạ. Lên. Đố tên một cái tỉnh. Dạ tên tỉnh. Bà ở sát biển gọi là gì? Bà ngoại. Ngoại. Cái tỉnh. Tỉnh Hải. Tỉnh ngoại. Bà Hải Dương Long Hải. Anh có một nhà hàng ở đó. Hả em chưa ăn ạ. Hả. Mà thế là rất là vô cảm. Em chưa ăn ạ. Tỉnh Bà Rịa. Đúng tỉnh gì? Không? Nói lại. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Lên. Vẫn là một địa danh. Dạ. Bà ở trên núi. Bà núi Bà Đen ạ. Lên. Dễ không? Hay quá. Bà gì ai gặp cũng phải rẻ. Gặp lại với ai gặp cũng phải rẻ. Rẻ là quẹo. Bà quẹo. Lên. Gấu Bắc Cực có da màu gì? Dạ. Suy nghĩ cho kỹ. Đố da không đố lông. Dạ. Gấu Bắc Cực có da đen. Lên. Gấu Bắc Cực lông màu trắng nhưng mà da màu đen. Chúng ta không thấy da bởi vì lông nó nhiều. Lông nó nhiệm vụ là sưởi ấm cho cơ thể. Như vậy là Vũ Anh Thư mang về 6 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, Vũ Anh Thư lần đầu tiên đến với chương trình mang về 6 đáp án liên tiếp. Cũng là giỏi rồi, nhiều dạ, rồi đó. Dạ. Ừ. Hồi đó ở trường có tham gia mấy câu hỏi mà chương trình gì không? Dạ em không tham gia, em lo học đó đi làm không mà không tham gia chương trình, không tham gia kỳ thi nào. Vậy sao bây giờ tham gia? Dạ tại vì bây giờ em suy nghĩ lại, con người lúc nào cũng sẽ có sự trưởng thành nên giờ em trưởng thành hơn, em thích tham gia nhiều chương trình hơn. À bây giờ trưởng thành rồi, hồi xưa chưa trưởng thành. Dạ đúng. Chúc mừng, hy vọng em sẽ trưởng thành nữa. Dạ, cảm ơn. Hot Girl bóng chuyền quay trở lại, xin mời. Rất dễ và cô ấy đã mang về 6 đáp án liên tiếp. Dễ lắm, rất là dễ, yên tâm. Sao? 6 câu cơ ạ. Kính thưa quý vị, Đặng Thu Huyền đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bố chữ thư ở châu Âu gọi là thư gì? Châu Âu ạ. Ừ, em thích quốc gia nào nhất? Em nghĩ là Mỹ. Mỹ là ở châu Mỹ bé. Châu Mỹ ạ? À, thế thì nè, Thụy Sĩ nè, Thụy Điển nè, Đức nè, ví dụ vậy. Ý nè. Pháp ạ? Thư Pháp ạ. Chính xác. Chăn loại động vật nào không cần phải đi? Chăn loại động vật nào không cần phải đi ạ? Đố chữ. Chăn bò. Chính xác. Ê, khoan. Mình đợi nào? Em á, em đợi nào? Dạ bạn không có nhìn em. Người ta trả lời là bò hả? Bà ở dưới. Trời ơi. Đây là đố chữ. Bình đi làm nhân viên chữa cháy thì gọi là gì? Chữa cháy. Bình. Bình cứu hỏa. Chính xác. Lại là đố chữ. Khoai gì rất béo? Cái gì nhở? Bây giờ béo. Em nghĩ cái gì nó béo? Béo. Béo thì cái gì? Nhanh lên hết giờ rồi. Bây giờ mà xuống là lên lại số 6 là chua đấy. Chua lắm ấy. Nhưng mà không xuống là hết giờ đấy. Khoai bơ à? Khoai bơ, không chính xác. Khoai bơ là khoai gì? Ôi trời ơi. Đáp án là khoai mỡ. Khoai mỡ. Mỡ khoai nó mỡ. Béo. Câu hỏi tiếp theo. Đố chữ. Yêu nhiều người cùng lúc để giữ phòng gọi là gì? Trời, câu này chua. Câu này khoai này lắm. Khó. Trả lời đại. Chua lắm. Yêu nhiều người cùng lúc thì gọi là gì ạ? Cùng lúc để giữ phòng á. Là để lưu trữ thôi. Hiểu không? Trời ơi, bé nó nhắc luôn rồi. Là đa tình ạ hay sao? Đa tình. Rồi, không chính xác. Đáp án là hỏi này nó là gì? Nó là lưu trữ đó. Lưu trữ. Là trữ tình. Trữ tình. Cái này khó quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Lại là đố chữ. Khi yêu mà hay bị sổ mũi gọi là gì?
Câu này cũng khó luôn. Sổ mũi là bị cảm đó bé. Khi yêu hay bị sổ mũi cảm nắng ạ? Kiểu... Hay bị sổ mũi ạ? Khi yêu hay bị sổ mũi. Thì sổ mũi là gì? Là bị cảm đó. Khi yêu mà có chữ cảm là cái gì cảm? Nhắc luôn đó. Cảm á? Yêu là gì? Tình cảm. Chính xác. Và tiếp theo, vịnh nào tên một quả ngon lại là ranh giới đất liền biển xa? Vịnh nào? Cái vịnh nào ở Việt Nam mà tên một loại quả? Miền Trung, nhắc luôn đó. Miền Trung ạ? Ừ. Đi Nha Trang. Cam Ranh. Chính xác. Rồi, đây là đố tên đỉnh nha. Vâng ạ. Bà ở sát biển gọi là gì? Bà Rịa Vũng Tàu. Chính xác. Đố địa danh. Bà ở trên núi gọi là gì? Bà ở trên núi ạ? Địa danh Bà Nà Hill ạ? Ở Đà Nẵng có du lịch có không ạ? Bà Nà Hill, ok. Bà Nà Hill ạ? Chính xác, chính xác. Bà Hill là đó. Được hả? Đố địa danh tiếp. Bà gì ai gặp cũng phải rễ. Bà gì ai gặp cũng phải rễ ạ? Hết giờ rồi. Hết giờ. Đáp án là bà quẹo. Bà quẹo, em không biết. Kiến thức cái gì? Như vậy là Đặng Thu Huyền đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Như vậy là hiện tại là chúng ta đã có một tỷ số rất là dễ thương, 1-1. Bây giờ lượt cuối cùng, xin mời. Vâng ạ. Cố gắng lên này. Lượt thứ 3. Rồi, quả tôi xì đi ạ. Hoặc là nhường nhau tùy. Quả đi, quả đi. 2-1. Rồi. Rồi, thắng, quyết định. Em muốn sao được đó. Em lên trước ạ. Mời. Mình đã bao giờ đi chơi một chương trình nào chưa bé? Dạ, em có thi. Thi gì? Hồi trước em có thi The Voice ạ. À, tiếp nhiên thi The Voice rồi hả? Hát thử nghe nào. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ buồn vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt em, nay lôi về trên bàn chân não nề. À, bỏ tay. Bé nó hát nghe buồn ghê luôn á. Chương trình đang vui nó hát cái không muốn làm chương trình. 2 phút dành cho Tuyết Nhi, nhanh như chớp. Chi là một người tên Chi. Nhận về hóa đơn với nhiều khoản chi không cần thiết gọi là gì? Chi phí. Lên. Đá gì có nhiều màu sắc? Đá màu ạ. Đá màu là đá gì không chính xác? Ai biết ạ? Đá lục bảo. Đá có nhiều màu sắc, đơn giản là đá quý thôi. Đá quý là nhiều loại đá và nhiều màu, xanh đỏ tím vàng có đủ. Ôi rồi ôi. Đá gì tên nghe rất nóng? Đá gì tên nghe rất nóng à? Đá nóng. Đá nóng. Đá nóng để massage à? Không, cái đó đá mình làm nóng. Tên nghe rất nóng đó chính là đá lửa. Đá gì rất có sức hút? Trả lời đại đi. Đại thôi. 500 à? Đá gì? Đá 500. Lên. Cứ thoải mái. Kể tên ba bài hát mà trong cái tên bài hát có động vật trong đó. Chú voi con. Một. Chị ông nâu và em bé. Hai. Con bướm xinh. Đó là con bướm xuân nhưng phải bướm xinh. Vậy là không chính xác rồi. Có tai có vòi mà không phải voi, đố là cái gì? Cái bình nước, cái ấm nước. Lên. Khoai gì tâm tính hiền khô? Trả lời đại đi một câu. Trả lời đại. Khoai tây ạ. Khoai tây. Khoai tây nó hiền chỗ nào? Dạ em trả lời đại. Đáp án là khoai từ. Củ gì ngọt liệm? Củ khoai đường ạ. Củ khoai đường không chính xác. Đáp án là gì ạ? Củ cải đường. Củ cải đường.
Con bọ gì rất dữ tợn, ai nghe tên cũng phải trùng bước. Bọ hung ạ. Lên. Cà gì ai cũng thích, đặc biệt là con gái. Cà gì ai cũng thích ạ? Ai cũng thích, ai cũng thích. Ai cũng thích, đặc biệt là con gái. Cà... Cà ạ? Wow. Biết không bé? Biết. Thư trả lời nào. Thật ra em không thích cái đó, em thích của người khác. Cái đó là cà thẻ, đúng không? Cà thẻ hả? Dạ không ạ. Cà rá. Cà rá là gì vậy? Xoàn. Carrot. À, cà rá hả? Cà rá. Người Việt Nam hay gọi là cà rá, là hộp xoàn đó. Cà rá là một địa danh mà. Địa danh là cà ná. Chỗ bán nước mắm nhiều. Ừ, còn cà rá là hộp xoàn. Ừ. Không có sự liên tiếp trong những câu trả lời. Một mà thôi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Tuyết Nhi không có sự liên tiếp, chỉ có một đáp án. Và bây giờ chúng ta gặp lại Hùng Bá, xin mời. Mình chỉ cần hai là thắng rồi, rất đơn giản. Lên. Cô lên anh ơi. Kính thưa quý vị, Hùng Bá đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chi nhận về hóa đơn với nhiều khoản chi không cần thiết gọi là gì? Chi không cần thiết. Nhiều hóa đơn mà không cần thiết. Chi thừa. What? Chi thừa. Chi thừa là gì? Chi thừa là gì đó? Sai rồi đó. Sai rồi đó. Không chính xác. À, em, nhưng mà em có quyền là em cứ bình luận nhiều cái đáp án xong em chọn một đáp án cũng được. À, nha. Tức là em được đưa ra những... Tức là mình suy nghĩ được nhiều lần. Đúng rồi, chứ không cần thiết là em nói một cái là phải nói trúng như vậy nha. À vâng, ok ạ. Đáp án là chi phí. Đá gì có nhiều màu sắc? Đá màu. Đá màu, không chính xác. Hồi nãy chị cũng trả lời đáp án. Đáp án là đá quý. Hả? Ôi bây giờ em mới biết là lên đây nó khác hẳn ở dưới kia nha. Nó rất là áp lực đúng không? Ôi áp lực thật á. Áp lực thiệt chứ. Khó thật. Mà bình thường á là mình ở ngoài thì chơi hay lắm. Lên đúng ghế rồi. Cái là tự nhiên mình không nhớ gì luôn á. Rồi đố chữ tiếp. Đá gì tên nghe rất nóng? Đá lửa. Chính xác. Mày quá được một câu rồi. Một câu này chúc mừng em, một câu này. Thôi em về được rồi chị ơi. Mọi người biết đá lửa là gì không? Hai đi qua biết đá lửa là gì không? Thật ra em không biết. Ai biết? Đá để đánh đá lửa đó. Đúng rồi, đá mà bỏ trong cái hộp quẹt đó. À, làm lửa là cái đó gọi là đá lửa. À. Rồi, đá gì rất có sức hút? 500 có được không nhỉ? Có được tính không? Cũng được không? 500 được không? 500 ạ? À? Đá gì? Đá 500. Chính xác. Em đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu rồi là em thắng rồi đó. Là mình thua rồi đó bé. Thế được rồi đấy ạ. Mai đây đấy. Cố lên có 10 nha anh. Cho chị hỏi là em có gia đình chưa? Em chưa. Em chưa. Vậy thì nguyên nhà em có ai có con chưa? Giống như là em có cháu không? Nguyên nhà em. Nguyên nhà. Tôi mệt ghê luôn. Nguyên nhà em có ai có con chưa? Em có hay chơi chung với cháu không? Cũng thỉnh thoảng ạ. Có hay hát bài cho cháu nghe không? Em mà hát thì chắc là cháu khóc nên em không dám hát. À vậy là ok. Rồi. Kể tên ba bài hát có tên của động vật. Động vật. Chú voi con ở bàn đôn. Hai con thằn làm con. Hai. Một con vịt. Chính xác. Hay quá. Rồi. Có tai, có vòi mà không phải voi. Đố là cái con gì? Con voi con. À không. Sorry. Có tai, có vòi. Khó à. Cũng khó chứ, nhưng mà từ để cho em. Cái gì nha? Cái gì? Thời gian đang trôi qua. Ủa, nhanh quá. Có tai này, thời có vòi. Thời gian trôi qua mau. À, cái ấm trà. Chính xác. Và đây là đố chữ. Khoai gì tâm tính hiền khô? Khoai gì? Tâm tính hiền khô. Kể các loại khoai đi. Khoai lành, khoai tây, khoai ta. Hả? Khoai gì nữa? Khoai ta là khoai ta. Khoai lang, khoai tây, khoai ta. Khoai nó nhiều loại mà rồi gì nữa? Khoai lang nhạc hợp lý mà. Tâm tính hiền khô à? Hiền khô. Vừa liệt kê rồi đây. Hồi nay liệt kê xong hết luôn. Quên rồi à? Khoai lang thì... Bây giờ em cứ liệt kê ra cái tên của các loại khoai đi là nó ra. Khoai lành này, khoai tây này. Lành là khoai gì? Thôi đi. Ôi dồi. Khoai lang, khoai tây. Khoai gì nữa? Đi. Khoai lang vậy. Khoai lang. Khoai sai rồi.
khoai lang rồi, rồi khoai lang đúng không? Vâng, rồi. Wow, khoai từ. Dạ, khoai từ. Hiền từ. À, nó là củ từ á. Ở Thanh Hóa của em thì không gọi là khoai từ mà gọi là củ từ. Củ với khoai là như nhau. Củ gì ngọt liệm. Bây giờ muốn ngọt thì em phải bình thường em cần cái gì? Thêm đường vào. Trời ơi, cái dễ quá mà. Hay đố cái gì khó hơn đi ạ? Mình biết hay vào bếp để anh biết. Câu dễ lại khó quá. Củ mật. Củ mật. Không chính xác, em nói đường. Đáp án là củ cải đường. À, củ cải đường. Oh. Rồi. Vẫn còn ạ, vẫn còn thời gian ạ. Vẫn. Đố chữ, bọ gì rất dữ tận, ai nghe tên cũng phải chùn bước. Con bọ. Bọ, bọ. À, bọ. Con bọ đấy. Con bọ. Ừ, bọ ngậy, bọ ngựa gì đấy. Tên dữ tận. Bọ... bọ hung. Bọ hung. Chính xác. Cà gì ai cũng thích. Cà gì ai cũng thích đó. Người em không có cơ hội nào luôn. Đặc biệt là con gái rất thích. Có chữ cà à, cà chua, cà pháo, cà tím, cà chớm, cà lóc. Cà lóc là cà gì? Cà lóc á. Cà lóc. À, cà lóc à. Cà lắm. Cà lắm á. Hết giờ. Đáp án là cà rán. Cà gì ạ? Cà rán. Kim cương á. Cà rá là hôm xoan ấy. Cà rá là cái tên gọi là dân giả. Tên dịch lại. Kính thưa quý vị, như vậy là Hùng Bá đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Như vậy là hiện tại đội chúng ta đang vươn lên dẫn trước là 2-1. Bây giờ là một lượt tiếp theo, không phải là hai người vừa rồi chọn là người khác. Và nếu chúng ta thắng là thắng luôn, còn nếu mình thắng là Huệ đi tìm câu hỏi phụ. Rồi, ai? Mọi người tin tưởng em không? Rồi, anh Thư. Vâng, em. Rồi, thì anh. Mình không nghĩ được luôn á. Sao ạ? Dạ. Giải quyết đi ạ. Bạn chọn đi, bạn thích đi trước hay sao? Em không thích được lựa chọn anh. À, chọn. Mình Tôi xì ha. Em không thích được lựa chọn, ghê hơn gái, trả lời ghét. Em không thích được lựa chọn. Đó, vì em bị chọn. Em chọn. Em chưa. Đi ra kia nghỉ ngơi đi ha. Không thích được lựa chọn. Hai phút dành cho Hồng Kỳ Anh. Bắt đầu. Bánh gì thích đánh đố người khác? Bánh thách. Bánh thách là bánh gì? Em không biết, em nói bừa thế à? Em không biết em nói bừa. Nói cho quá gì? Vâng. Không, chính xác. Bánh gì thích đánh đố người khác? Đó là bánh hỏi ha. Bánh hỏi à? Hỏi là đánh đố đấy. Bánh hỏi bánh gì? Ngày 8 tháng 3, ba tặng mẹ một món quà. Ngày hôm sau mẹ tặng lại quà cho ba. Tại sao? Ngày 8 tháng 3, ông chồng tặng cho bà vợ món quà. Qua ngày hôm sau, ngày 9 tháng 3, cái bà vợ mua món quà tặng cho ông chồng. Vì sao? Vì mày có lý do chính đáng chứ không nói là thích thì tặng nha. Mùng 8 là mùng 9 mùng... Tình cảm ạ. Tặng vì tình cảm. Vâng. Không chính xác. 83 là ngày phúc tế phụ nữ. Ngày 93 là ngày sinh nhật ông chồng. Kẻ ba từ ghép có nghĩa với từ quả. Nhưng quả không có nghĩa là trái cây. Quả báo. Một. Quả đấm. Hai. Quả. Quả là người Bắc hay dùng, nó có cái chữ quả đấy. Rất nhiều luôn. Quả này là đau rồi. Quả này là chết rồi. Hậu quả. Hậu quả. Lên. Cái gì mà khi bạn cười nó cũng cười, bạn khóc nó cũng rơi lệ, bạn làm gì nó cũng làm theo. Cái gì khi cái bạn gì cười mà mình khóc nó cũng khóc, mình cười nó cũng cười, mình nhảy nó cũng nhảy. Chính mình khi ở trong gương. Hả? À? Chính mình khi ở trong gương. Lên. Kẻ ba từ ghép có nghĩa với từ nhân, nhưng nhân không có nghĩa là người. Hai từ thôi. Tính nhân. Phép tính nhân. Là vâng ạ. Một. Phép tính nhân. Nhân chia. Hai. Đấy mà. Nhân chia đơn giản vậy thôi. Vâng. Cộng trừ nhân chia. Vi là vợ y vi. Vi gì rất đắt đỏ? Vi cá. Lên. Ôi. Kiệt giỏi giang gọi là gì? Dạ.
kiệt, giỏi giang gọi là gì? Kiệt xuất. Lên. Nước uống gì có tên một loại con vật? Nước uống gì có tên một con vật? Nước uống á. Nước bầu hút. Lên. Ok. Còn lên anh ơi, lên số 10 đi. Chết anh Thư rồi. Sông gì mà không có nước? Sông Cạn. Hả? Sông Cạn. Không, chính xác. Bạn ấy trả lời là sông Cạn. Sông Cạn là người ta dùng cho những con sông mà nó rất cạn nước, chứ không phải là không có nghĩa là nó không hề có nước. Có những sông là sông cạn nhưng chút xíu nước cũng là sông cạn. Sông gì không có nước ai biết? Sông Ngân Hà. Hả? Sông Ngân Hà, giải Ngân Hà ấy. Ừ, cũng hợp lý, sông Ngân Hà. Sông Ngân Hà của Ngưu Lan Chức Nữ đấy. Sông gì không có nước? Ừ. Sông ở trong bản đồ thôi. Cũng được, hợp lý. Sao trả lời sông cạn? Lúc ấy nghĩ ra rồi đấy. Tiếp tục. Bài không tên. Biết không? Không. Là bài hát không có tên hay là bài hát tên là không tên? Là bài hát tên là không tên. Lên. Bài không tên là một chuỗi bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông ấy viết về những cuộc tình nên đặt là bài không tên. Nhưng thực sự á, là bài không tên số 1, số 2, số 3, số 4 rồi vậy đó. Đó. Tuy có tên là bài không tên, để dễ phân biệt không tên này với không tên kia, tác giả đã làm gì để bài không tên có tên? Không tên 1, không tên 2, đánh số cho nó. Trời ơi, vậy mà cũng đúng được luôn á, hay thiệt á. Hả? Trời ơi, bệnh này hay quá à. Cái gì? Trả lời 1, 2, 3, trời vậy được luôn, hay thiệt chứ. Thì đó. Dạ. Thiệt, đôi khi MC Tài Lanh cũng vậy ha. MC Tài Lanh á. Dạ. Ủa, em hiểu không? Trước khi bạn trả lời là anh nói thêm về cái điều đó. À. Tức là nhạc sĩ Vũ Thành An là có rất nhiều bài không tên nói về những cuộc tình của ông ấy. Đó. Đời Đá Vàng cũng là một bài không tên. Là số mấy anh không nhớ. Thì mục đích đặt những con số này để làm gì ai biết? Để đánh dấu. Đặt cái tên là mình đã yêu nhau ba mùa, chia tay trong mưa hay gì đó mà đặt là bài không tên. Sau đó thêm là bài không tên số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, cái đó mình sẽ bàn sau. Chúc mừng. Như vậy là Kỳ Anh sau 2 phút mang về 6 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Vũ Anh Thư. Rồi. Dạ. Ừ. 6 đáp án liên tiếp chính xác. Mình sẽ vượt qua. Mời. Ở ngoài trời nóng không? Gặp chị Harry là em không còn cảm thấy gì khác gì. Không biết gì. Chị cảm thấy rất là vui. Ồ, vui hả? Ủa sao vậy? Giờ mình ra ngoài mình đứng nửa tiếng xem mình vô nha. Rồi. Ờ, vừa rồi là 6 câu đúng không? Dạ. Đúng rồi. 6 câu là nhiều lắm á, em có bị áp lực không? Dạ, em sẽ chơi hết mình thôi, còn điểm số sẽ do em tự quyết định bằng cái kiến thức của em. Ok. Kính thưa quý vị, Vũ Anh Thư đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Đố chữ. Bánh gì thích đánh đố người khác? Bánh đố toán đố. Thôi trả lời đại cái này khó. Cái thích đố người ta đấy. Bánh hỏi chị. Chính xác. Hay quá. Excuse me. Không biết bánh hỏi là gì hả? Vâng. Bánh hỏi trong đám cưới đúng không? Bánh hỏi mà không biết. Em như bánh lưới vậy mà nhìn ngon lắm. Mình mới đẻ hôm qua hả bé? Chưa cưới còn bớt nữa. Em đúng rồi á. Còn em chưa từng cưới mà. Em chưa cưới. Hôm nay gặp toàn mấy bé mới đẻ hôm không qua. Không ai cưới rồi nha. Mà cái câu này khó nha. Khó câu này thì chị. Với chị thì rất khó. Ngày 8 tháng 3, ba tặng mẹ một món quà. Ngày hôm sau mẹ tặng quà lại cho ba. Hỏi tại sao? Em cũng có người bạn sinh nhật giống vậy nên em biết vì đó là sinh nhật của ba. Trời ơi, em phải cảm ơn bạn đó đi em. Dạ. Cảm ơn bạn đó, bạn tại đó tên vì gì? Bạn đó thì không có sinh sau một ngày mà bạn đó lại sinh trước 2 ngày. Ngày 20 tháng 10 thì là sinh ngày trước là 18. Hiểu rồi. Hay thiệt. Rồi, kể ba từ ghép có nghĩa với từ quả. Nhưng quả không có nghĩa là trái cây. Từ ghép thôi đúng không chị? Quả báo. Bông. Quả
quả. Quả phải nằm trước đúng không ạ? Không cần. Sao cũng được. Quả, kết quả. Rồi. Quả, kết quả, quả báo. Quả không có nghĩa là gì ạ? Không có nghĩa là trái cây. Không, trái cây là được đúng không ạ? Quả đúng bom rồi. Quả bom. Quả bom, trái bom nổ đùng quá chị. Đúng rồi, đúng nổ rồi. Bùng bùng bùng. Nên sao? Bé đó mạnh mẽ. Chơi tới quả bom luôn. Rồi, tiếp tục. Cái gì mà khi bạn cười nó cũng cười, bạn khóc thì nó cũng rơi lệ, bạn làm gì nó cũng làm theo. Người ta nói hay không bằng hơn là chiếc gương đúng không vậy? Đúng hình ảnh trong rồi. Trời ơi, ghê ta. Ghê ta. Ghê đấy. Đùa. Em hên thôi mọi người, em hên. Kể hai từ ghép có nghĩa với từ nhân, nhân nhân không có phải nghĩa là người. Không có nghĩa là người. Đúng rồi. Nhân bánh. Cái nhân của bánh. Nhân trời, nhân chia. Yeah. Cách chính chia xác. Khả năng là hai đều đấy. Đây là đố chữ. Vì gì rất đắt đỏ? Vì gì rất đắt? Vì đắt đỏ. À em biết rồi, vì cá mập. Chính xác. Và đây là đố chữ. Kiệt giỏi giang gọi là gì? Kiệt. Kiệt giỏi. Giỏi giang. Giỏi giang là kiệt. Em có em liệt kê thôi nha. Liệt kê thử xem. Kiệt tái, kiệt xuất à? Chính xác. Yeah. Hay quá trời, hay quá. Lên số 10 luôn. Giỏi thiệt luôn. Rồi. Nước uống gì có tên một con vật? Nước uống đúng không ạ? Nước uống nhiều, rất nhiều. Nước ngọt, nước suối, nước nước dừa. Nước con vật mà dừa gì trong đó? Con vật. Nước nước mát. Nó là một loại nước ngọt đúng không? Nước bò hút. Chính xác. Hay quá. 20 triệu luôn nè. Phát hiện mới của chương trình Những Người Chết. Một gái đến từ đâu? Nhà đâu? Quận 10, gái quận 10, Big City Girl. Gì cơ? Em ơi. Em thấy nó bất công quá à. Sao vậy em? Đã đẹp rồi mà đã thông minh rồi. Em mới, em đang chửi ai vậy? Dạ. Em đang chửi ai vậy? Em đang chửi anh nè. Trời ơi. Chị ơi, em xí lấy hồi có thả em đừng như hồi nãy nữa. À là thả nhẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp, ngú là được. Ok, em cảm ơn. Lát cắt dây nha mấy đứa ơi. Cắt dây nha mấy đứa ơi. Câu hỏi. Sông gì mà không có nước? Sông. Sông không có nước. Sông. Sông không. Nước không có nước là đố mẹo rồi. Sông. Sông cả. Sông. Không phải, không phải sông có nước. Sông. Sông. Sông sâu. Sông. Sông. Tiền. Sông. Không. Không, không được nghĩ. Sông có nước nữa, bỏ ra. Sông. Sông. Tên con vật đi, xong bò, xong heo, xong gà, xong hải hôn, xong đố mẹo, xong gì ta? Sống, xong, sầu, sống, sống, xong đời, em xong đời rồi, hết rồi. Hết giờ. Dạ. À, xin mời xuống. Nhẹ nhẹ thôi anh nha, em cảm ơn. Thấy chưa, đẹp, muốn gì cũng được. Em cảm ơn. Cỡ anh em mình lên, nhẹ nhẹ thôi anh cắt dây luôn. Đáp án là sông trên bàn cờ tướng. Kính thưa quý vị, như vậy là Vũ Anh Thư đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Hay quá. Thưa quý vị, ở mùa này chúng tôi có vài số là những người thường, không phải là những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Và người thường cao điểm nhất đó chính là anh Thư. Đúng không? Dạ. Hiện tại đang là hai đều. Bây giờ chúng tôi sẽ có một câu hỏi duy nhất. Và mỗi đội cử một người duy nhất lên để đấu. Đội nào trả lời đúng vào đặc biệt. Đội không đúng là thua. Chúng ta ra về với phần thưởng là 12 triệu đồng. Nhớ, còn vào trong thì có khả năng lấy được 60 triệu đồng. Bây giờ đội B thì... Anh Thư. Anh Thư. Khán giả chọn ai? Đó, thấy chưa? Quá nhiều fan hâm mộ. Còn đội A thì... Hùng bá quá nhìn tay. Hùng bá, bá Thư. Ôi ghê quá ta.
Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ anh Tú đọc câu hỏi luôn. Ngay bây giờ là một câu hỏi mà chúng tôi sẽ hỏi hai bạn. Đập tay giành quyền trả lời. Sau khi đập có 5 giây trả lời thôi. Trả lời không được người ta trả lời là người ta sẽ thắng. Dạ. Câu hỏi sau đây gì vậy? Tập hả? Từ từ chứ, gì đâu vậy? Câu hỏi của chúng tôi về gì tên một loại áo? Hết. Chị ba ba, chị ba ba, chị ba ba. Chiến thắng. Trời ơi, hay vậy. Trời ơi, Hùng Bá. Má ơi, chưa kịp suy nghĩ. Ủa, trả lời rồi hả? Ôi trời ơi. Rồi, như vậy đội bước vào vòng đặc biệt là đội của Vũ Anh Thư. Thưa quý vị, đúng tiêu chí của chương trình nhanh như trước. Bé, chưa đến một giây luôn á, đúng không? Nhanh quá. Đúng tiêu chí của chương trình nhanh như chớp. Vũ Anh Thư chạy bà ba. Kỳ Anh hết hồn, tụt huyết áp. Như vậy là đội mình sẽ ra về với phần thưởng trị giá là 12 triệu đồng và một kỷ niệm đến với chương trình, đúng không? Kỷ niệm này khó quên, đúng không? Đó, thì thôi. Nhanh như chớp. Nhanh như chớp á, con bé trả lời mà thiệt. Nghe không kịp á. Chạy bà ba. Khán giả nghe không kịp. Đội chúng ta sẽ bước vào vòng đặc biệt, nếu may mắn chúng ta mang về giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Mời. Quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được là 60 triệu đồng. Rất đơn giản. Dạ. Bắt đầu từ Vũ Anh Thư. Chúng ta lần lượt từng người, mỗi người một lượt chạm tay vào đây sau đó trả lời. Không được giành lượt, vì giành lượt là không tính kết quả. Nhắc thoải mái. Bạn không biết nhắc bạn nhưng mà đừng giành lượt. Dạ. Ha. Hãy kể tên cho chúng tôi trong vòng 60 giây, hãy kể tên 20 loại củ thường dùng nấu ăn. Bắt đầu. Củ cà rốt, củ cải đường, củ khoai tây, củ khoai lang, nhanh nhanh, củ hành, củ hành, củ từ, củ từ, củ khoai mỡ, củ tỏi, củ khoai tây chưa? Rồi, khoai tây cứ rồi. Nói đi, cứ nói đi. Khoai tây rồi. Củ khoai tây rồi đúng không? Củ khoai mỡ, củ khoai khoai môn, củ khoai môn, củ khoai môn, củ sắn, khoai sắn, củ khoai sọ, củ mì đi, củ mì, củ sáng mì như nhau, củ hành chưa, củ hành củ cà, cà tím là cà trái đúng không, củ hành, củ tỏi, củ củ riềng, củ đậu, bên kia, củ gừng, củ hết giờ. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem bao nhiêu đáp án chính xác. 60 giây đã trôi qua. Thời gian nó làm chúng ta áp lực mọi thứ đúng không? Chứ thực ra để ngồi mà ghi thì chúng ta ghi được hơn 20 loại củ đúng không? Nếu bây giờ thêm củ thì thêm củ gì nữa? Củ hành. Củ hành có rồi, củ dền này đúng không? Không, mà em thấy cái này những người mà vô bếp thì người ta còn biết, chứ không thì em nghĩ không biết. Nhưng mà nếu mà mình thêm vô củ hủ dừa được không? Củ hủ dừa là củ gì? Là được, làm gỏi. Ờ, dạ hả? Các loại củ mà ta đâu nói là củ dưới đất hay củ trên cây. Su hào. Củ dừa, củ thơm. Ờ. Biết củ hủ dừa không? Củ dừa thì... Củ hủ dừa. Em không biết. Ừ. Em không có vô bếp, em không biết gì hết trơn. Biết là rau thôi. Em chỉ biết đếm tiền thôi. Em chỉ biết ăn thôi. Đếm tiền nữa. Ăn thôi. Sau 60 giây các bạn mang về được 19 đến bán 9. Đó. Ghê không? Không khiếp không? Đó là công bố cho vui thôi. Em cũng đoán cỡ 13, 14 rồi. 15.
bé điềm tĩnh nó biết tới đó hả, còn 19 là ông gia ông xạo nè. Dạ. Bé điềm tĩnh đứng, ông kia thì wow. Thôi mình lên đây nào. Ông mà mọi người giỏi thiệt á. Dù rằng là các bạn không mang về giá trị tiền thưởng lớn là 60 triệu đồng, nhưng cũng mang về một giá trị không nhỏ, đó là 18 triệu đồng. Xin chúc mừng. Sau hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một kỷ niệm ha. Lần đầu tiên tham gia, hình như là ba bạn là lần đầu tiên lên sóng truyền hình tham gia một cái chương trình đúng không? Đây là một kỷ niệm đẹp mà chúng ta sẽ giữ cho tuổi thanh xuân của mình ha. Cảm ơn các bạn đến ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian yêu mến chương trình của chúng tôi rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.